Xin chào tất cả các bạn nhé. Quay trở lại với các bạn trong video hôm nay của mình. Tiếp tục với những hướng dẫn hay trên điện thoại iPhone. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tính năng khá là hay ở trên điện thoại iPhone. Đó là giúp hướng dẫn cho các bạn sử dụng tính năng bật hoặc là tắt chế độ loa ngoài tự động khi các bạn có cuộc gọi đến trên điện thoại iPhone nhé. Thì nhiều bạn có thể là chưa biết cái tính năng này, hoặc là các bạn đã dùng tính năng này rồi nhưng mà có thể là chưa hiểu hết những cái tính năng của nó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Rồi, sau đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn cái tính năng này của điện thoại iPhone nhé. Đây, ví dụ mình có cuộc gọi đến này, đó, thì bây giờ mình ấn nút nghe nhé, mình ấn nút nhận cuộc gọi, thì cái loa ngoài nó sẽ tự động bật lên đây, mình chọn nhé. Đây, đó, các bạn nhìn chưa, loa ngoài nó sẽ tự động bật lên như thế này, đó. Và đó là cái tính năng tự động bật hoặc là tắt loa ngoài khi các bạn có cái cuộc gọi đến. Thì nhiều bạn gặp phải cái tình trạng này, hoặc là khi mà các bạn gọi đến, có người khác gọi đến giống như vừa rồi mình ví dụ cho các bạn ấy, thì cái loa ngoài nó tự động bật lên, thì các bạn có thể là nghĩ rằng cái điện thoại của các bạn nó gặp trục trặc gì hoặc là bị lỗi gì, nhưng không phải đâu. Đó là cái tính năng ở trên điện thoại iPhone, có thể là do các bạn bật sử dụng trong một cái trường hợp nào đó thì các bạn quên chưa tắt đi, hoặc là ai đó đã bật lên thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tính năng đó chi tiết cho các bạn nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là trợ năng nhé. Đó, trợ năng này. Rồi, trong cái mục trợ năng thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là cảm ứng này. Đó, các bạn chọn vào. Ok chưa? Trong cái mục cảm ứng này ấy, thì nó sẽ có các cái phần, thì các bạn sẽ kéo xuống này. Đó, các bạn sẽ kéo xuống gần cuối cùng đi. Thì nó có cái chữ là định tuyến âm thanh cuộc gọi nhé. Thì các bạn chọn vào. Ví dụ như các bạn chọn loa như thế này nhé. Cái trường hợp các bạn đang chọn chữ loa như thế này thì cái cuộc gọi đến thì nó sẽ tự động bật cái loa ngoài lên. Rồi, để mà tắt cái tính năng này thì các bạn sẽ chọn cho mình là vào cái chữ là tự động này. Đấy, tự động như thế này nhé. Thì khi mà các bạn có cuộc gọi đến thì nó sẽ giữ nguyên loa trong. Đó, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình vừa gọi một cuộc gọi. Đó, thì đây, ví dụ như mình đang có cuộc gọi đến như thế này nhá. Thì mình tắt cái tính năng loa đi và mình bật cái phần tự động. Thì bây giờ mình chọn là chấp nhận này. Đó, cái phần loa trong của mình nó vẫn còn đang nhá, không bật loa ngoài nhá. Trừ khi mình thao tác ở ngoài tay này nhá, đây này, ngoài tay tự động bên ngoài này thì mới bật nhá. Còn không thì nó sẽ vẫn ở trong phần loa trong nhá. Đó, thì các bạn muốn sử dụng cái tính năng loa ngoài tự động khi có cuộc gọi đến ấy, bật tự động loa ngoài giống như trường hợp 1, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục loa ở đây. Rồi, còn nếu mà các bạn muốn nghe loa trong như bình thường, các bạn chỉ khi cần các bạn các bạn bật loa ngoài bằng tay ấy, bằng thủ công ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là tự động nhé. Đấy, có hai mục. Cái mục tự động là nó sẽ không bật nhá, còn cái mục loa ở đây là khi có gọi đến ở trên điện thoại thì các bạn thao tác nhận cuộc gọi, loa ngoài nó sẽ tự động bật lên nhé. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái phần thao tác này. Ok, thì vừa rồi mình vừa giới thiệu cho các bạn thêm một tính năng khi các bạn dùng iPhone khá là hay, đó là tính năng sử dụng chế độ tự động bật hoặc tắt loa ngoài khi mà các bạn có cuộc gọi đến. Và nếu các bạn thấy tính năng này hay và thấy video hướng dẫn hay thì nhớ like video giúp mình và chia sẻ cho bạn bè chưa biết tính năng này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.